Em chào cả nhà nha. Thì hôm nay á, mấy ngày nay cũng hơi lâu rồi em không có ra video đều đều cả nhà. Là do em bận á, mấy hôm trước á, thì em có nói á, là cuốc vô để cuốc đất để em trồng cây, có đất trồng cây dưới mà làm nhà tre. Thì hôm nay ở đây á, thì em có cuốc lên một cái ao rất là to luôn để em lấy đất ở dưới này lên, đổ lên trên cái nền này. Hôm trước mà sợ mưa xuống với mùa này mà không có đất cao là nó sẽ bị ngập á. Thì hôm nay nguyên cái khoảnh này khoảng này thì em dẹp luôn cái vàng thiên lý và đất em đổ lên trên đây. Thì bữa nay em cũng đi lên trên đồi chặt một mớ tre với lồ ô này kia nọ để em về em cắm vàng, em chuẩn bị em trồng bầu, trồng bí, trồng mướp rồi đó. Thì rất mong cả nhà luôn luôn ủng hộ kênh Liễu Miền Tây của em luôn nha. Hôm nay thì trời cũng bớt mưa rồi, nghe nói cũng có hạn á, cho nên em cũng tranh thủ trồng cây. Với có thời gian nữa thì cũng làm nhà tre, với cũng chuẩn bị vô mùa cuốc mâm xôi để em làm bông tết á. Cũng là rất là nhiều việc cho nên cũng hơi lu bu không có ra kịp video, cho nên những cái video của em quay thì rất mong cả nhà xem, like và ủng hộ kênh Liễu Miền Tây của em nha. Thôi thì mời cả nhà cùng em để đi vòng vòng tham quan và em chuẩn bị một mớ tre ở ngoài kia đem vô đây để lát nữa là em cặm vàng á. Cặm vàng xong rồi em mới xuống giống. Thôi giờ mời cả nhà nha. Thôi chào cả nhà. Em chào cả nhà nha. Hôm nay thì hai chị em của em với bé Út đi ra ngoài này quay cho cả nhà xem là hôm nay khi mà máy cuốc vô cuốc đất, cuốc ao dưới này nè. Dưới này là cuốc được ao để thả cá đó cả nhà. Còn em cắm vàng là vàng này đó là vàng bầu để em trồng bầu á. Thì hai chị em của em đi ra đây quay cho cả nhà xem luôn nha. Đi Út ơi. Dạ. Bây giờ quay cho cả nhà xem. Như này có mấy cái ao nó cũng rất là sâu luôn. Tại đất ở đây á, đất thịt không có được nhiều nhưng mà đá nhiều lắm. Bây giờ mời cả nhà đi. Ở bên đây á, thì cả nhà cũng đã thấy là những cái cây này em xếp vàng vuông vuông như vậy cũng là vàng bầu luôn đó cả nhà. Cũng là vàng bầu. Còn bên đây dọc qua cái đường bên kia nè, bé Út quay qua bên đây cho cả nhà xem. Đây là bầu của em trồng hôm nay là được lên lá, là được hai lá như vậy nè cả nhà. Trồng dài ra tới ngoài đằng kia luôn đó, trồng dài ra tới ngoài đầu đường xung quanh ngang luôn. Ở dưới cái đường mương này thì lấy đất đổ lên trên á. Còn qua bên đây á, bên đây là cũng là vàng bầu mà làm vàng chữ A. Rồi còn ở bên cái khu vực mà đất trống ở bên đây thì bây giờ em cũng đã lên vàng, đây là vàng chữ A. Vàng chữ A người ta có cây nhiều á thì người ta sẽ xiết vàng cắm cây như là cây trúc, người ta cắm vàng nhưng mà em không có thời gian. Nhưng mà cây không có số lượng cây nhiều á nên em cắm bằng lưới luôn. Giờ em cũng đã trồng bầu, nó cũng đã lên lá giống như hồi nãy em cho cả nhà xem. Thì nguyên cái khoảnh đất trống hôm trước cả nhà thấy là nguyên cái vàng thiên lý á, thì hôm ngày hôm nay nó thành cái vườn bầu. Thì trên vườn bầu này có luôn cái nền nhà của em, nhưng mà do mưa quá không có thời gian để mà làm nhà, cho nên là em trồng bầu trước đó cả nhà. Cho nên là bây giờ vừa vàng chữ A và vàng vuông. Thì em tháng này á, giờ tháng này cũng là mùa mưa thì cũng có rất là nhiều người trồng bầu mà nó khó đậu với mà nó dễ hư á, và cũng rất là khó chăm sóc luôn. Nhưng mà thật ra thì nó lại có giá cao hơn những cái mùa khác, cho nên em cũng sẽ cố gắng để thí nghiệm thử coi mùa bầu năm nay mình có đạt được hiệu quả với mình rút kinh nghiệm cho những lần sau quá cả nhà. Thôi thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hãy đăng ký ủng hộ và like chia sẻ kênh Liễu Miền Tây của em để có thêm động lực ra những video mới tiếp theo nha cả nhà. Thôi thì bây giờ em chào cả nhà nha. Bye bye.